Bây giờ là 10:30 nha mọi người, bắt đầu lễ rước kiệu rồi. Rước từ đền Tả Phủ sẽ xuống đền Kỳ Cùng nha mọi người. Kiệu bé quay, còn dưới kia là kiệu lớn này. Kiệu bé đi rồi, bắt đầu kiệu to dưới này. Nghi lễ là quay một vòng rồi đi nha mọi người. Bắt đầu hành di chuyển đi. Bên phải đi, bên trái kia các chú vào vị trí luôn đi. Đông người đi đấy. Trên kia đi. Cực kỳ đông luôn. Cậu bé thì lên tới tầm ít trên kia rồi. Trên này đang có lân nhiều con lân lắm. Mọi người nhớ để lại cho Dinh một lượt like và một lượt đăng ký vào kênh để ủng hộ cho Dinh với nhá.
luôn. Mọi người có thể thấy dù thời tiết nắng chang chang nhưng mà mọi người vẫn ra đây để xem lễ hội. Đoàn lân với lại đoàn sư tử thì lên trên này rồi mọi người ạ, đến thì cùng ở đây.